rạch hết cái mặt em ra, rạch hết cái đường này luôn nè. Chứ người ta tẩy trùng ở trong đó, người ta sát khuẩn sau đó rồi để cho nó lành hẳn rồi bắt đầu mới tiêm từ từ. Thật ra thì có khi em cũng đã nghĩ tới cái chết. Cái lúc mà em bị mặt, em bị cái mặt thì chị biết cái con người mình gì chứ, cái mặt là nó là một cái quan trọng nhất. Mà khi bị như vậy thì em cảm thấy là cũng là cái xui cái quả của em thôi. Nhưng mà nhiều người ác lắm, lên nói như vậy là dừa này kia. Chị chết em rồi à, mổ xẻ bàn tán mỉa mai dèm pha em. Đó lúc đó em cũng nghĩ tới cái chết. Nhưng mà mẹ em, đúng là mẹ là luôn tâm lý, luôn sát bên cạnh em vậy đó. Cho nên là em trong cái chuyện, trong cái nạn đó thì nếu mà không có mẹ em, thật sự nếu không có mẹ em đứng sau lưng thì em cũng đã chết từ lâu rồi. Thì em đã trải qua một quá trình rất là dài để mà điều trị nó, để trở về cái hình dáng như bây giờ. Thì em có thể chia sẻ với mọi người về giai đoạn đó không ta? Thật ra thì lúc đó, coi như em coi như một cái tai nạn của em vậy đó. Do em ẩu, em ăn nó nhiễm trùng, lúc em mới làm thì nó nhiễm trùng. Là em mới vừa sửa sắc đẹp. Dạ. Thì em cũng làm từng bước một, chứ không phải là một lần mà nó trở lại bình thường như vậy được. Nhưng mà cái điều mà em dẫn đến mà đến ngày hôm nay thành công nhất vẫn là cái chỗ dựa tinh thần, là nhờ mẹ em. Nhờ mẹ em khuyên em để cho em có động lực. Thì đơn giản thôi, là mẹ em khuyên em mỗi ngày luôn, lúc nào cũng điện thoại hỏi thăm em rồi khuyên em sao mà cho em cảm thấy có một cái niềm tin. Chứ lúc đó là em cứ đòi chết không. Có những người khi mà họ bị những cái tai nạn đó họ sẽ giấu đi, nhưng mà có một giai đoạn Linda sẽ post những cái tấm hình đó lên mạng. Và anh muốn hỏi lý do vì sao, em lại chọn đối mặt với nó. Nhiều người cứ nghĩ là em đăng lên để giống như là em sẽ cần người khác tài trợ cho em chữa qua khỏi, cần số tiền để tài trợ. Nhưng thật ra không phải như vậy. Tại vì em làm em cũng có dành dụm tiền mà. Lúc đó thì em đăng lên chủ yếu là vì em muốn đối diện với cái sự thật. Nếu em muốn sống tiếp thì em phải đối diện với sự thật. Cho nên em đăng lên để cho em thấy là mình bị như vậy, nhưng mà mình phải mạnh mẽ. Dám đăng lên có đồng nghĩa với cái việc là mình sẽ dám can đảm đương đầu với cái sự thật để sống. Chứ nếu mà giấu đi thì có lẽ là nhiều thông tin, nhiều người sẽ bàn tán ồn ào hơn. Cho nên thà em công khai như vậy cho người ta ai biết thì biết, muốn nói gì nói. Nhưng mà có nhiều cũng khi có khi lại bị sai chiều nữa. Em không đăng lên như vậy làm sao người ta sợ người ta, tại sao lúc em đăng lên người ta biết sợ, nhưng người ta không nghĩ tới cái lỗi lầm của người ta đã gây cho người khác, làm người ta tổn thương. Thì bắt buộc em cũng phải làm như vậy cho họ thấy. Cũng giống cái chuyện đơn giản này, ví dụ như chị đi diễn, em hỏi chị nè, chị đi diễn người ta, cái chuyện mà khán giả chụp hình chị là chuyện bình thường. Nhưng khi mà đến một cái nơi nào đó nó hơi cá nhân một chút xíu mà chị bị làm phiền, chị bị chụp hình, chị cũng cảm thấy bực. Nhiều khi họ chụp một đường mà họ đăng một nẻo. Đó, nhiều người kỳ lắm, thích soi mói, thích chụp hình đén đăng sai sự thật. Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình rất nhiều, chứ không phải là nói là chụp đăng lên thì bình thường em nói gì nữa. Cũng đăng lên như vậy thì nhiều người vô rồi hài lòng hả dạ với cái tai nạn của em. Nhưng mà bây giờ thì không cần phải nói nhiều với họ. Mấy tháng em mới chữa lành được cái khuôn mặt của em? Phải 2 năm đó chị, gần 2 năm luôn trời. Tại vì nó nhiễm trùng đâu có làm gì được đâu. Phải đi bệnh viện cho người ta rạch hết cái mặt em ra, rạch hết cái đường này luôn nè. Chứ người ta tẩy trùng ở trong đó, người ta sát khuẩn sau đó rồi để cho nó lành hẳn rồi bắt đầu mới tiêm từ từ. Chỉ biết không phải là tiêm một lần là đẹp đâu, mỗi lần một ít như vậy. Tốn tất cả bao nhiêu tiền khi mà chữa hết trong 2 năm đó? Cũng khá nhiều tiền đó chị. Giống như tiền em làm từ từ hả? Dạ. Có bao nhiêu tiền là làm mình dưỡng cái mặt hết? Làm bao nhiêu dành dụm là cũng đắp vô mặt. Rồi trong cái lúc mà em chữa, em là tất cả mọi cái con đường chữa trị của em nó đều trải qua suôn sẻ, hay là nó lại có một cái biến chứng gì nữa trong quá trình em chữa trị không? Tại lúc đầu là em cũng không biết là mình nhiễm trùng, em chỉ thấy nó ngứa ngứa. Rồi em để im luôn, em nghĩ là ngứa rồi uống thuốc thì thôi. Nhưng mà khi mà đi khám kỹ lại thì mới biết là nó nhiễm trùng, nó mới gây ra những cái biến chứng nhiều như vậy. Thì lúc đó em cũng nghĩ là thôi xong rồi, coi như cuộc đời tới đây chắc kết thúc rồi. Nhưng mà
không, nhưng mà không nhờ mẹ em động viên em, nhưng mà em biết là em sẽ tìm được cái chết á. Gặp không có ở trong nhà nữa thì mà em cứ chạy lên chạy xuống cái điện thoại liên tục. Thì nhìn mẹ em vậy thì em nghĩ nếu mà bây giờ mình chết thì mình sẽ có một khối tội lỗi ở lại. Nên là em đã, em đuối nước mắt ngược vào trong những người mà mỉa mai em đuối. Nghiệp họ lại, họ nói mình bị nghiệp, nhưng thật ra họ đâu thấy cái nghiệp của họ đang gieo. Họ nói mình bị nghiệp, nhưng thật ra họ đâu thấy cái nghiệp của họ. Cái mặt em mới đầu tiên giờ sưng chù vụ vậy nè, em sợ luôn. Viết mà thằng chồng em nó nói một câu nè: tối nay mày ra đường mày ngủ chứ còn không tao ra nhà trọ tao ngủ, chứ quay qua nửa đêm mày gặp mày tưởng đâu ma đó. Đó, em đi hết, em đi tắt người ta, ai làm đẹp miễn phí là em có mặt em đó. Biết là gọi là fan kim tiền phi không đó. Fan kim tiền phi không đó. Fan kim tiền phi không. Thấy người ta làm ngực đẹp quá đi, em cũng ham làm ngực. Chị tin không, em nhắn tin chừng 10 cái thẩm mỹ viện đó. Em kể hoàn cảnh em giúp đỡ em sao sao đó. Bất cứ thẩm mỹ viện nào đồng ý là em đi. Cho dù là người ta đưa em lên làm chuột bạch em cũng đi. Dù là người ta đưa em lên làm chuột bạch. Có nghĩa là người ta dạy nghề là cho học trò của người ta và đưa học trò người ta làm, em dẫn đi, em chấp nhận làm mới được. Chị ca sĩ là chị Phạm Quỳnh Anh cho em 50 triệu, rồi xong rồi thẩm mỹ viện đó mới cho, mới đưa gần 100 triệu, rồi em mới được làm ngực là 120 triệu. Là làm ngực về là em sống với thằng chồng hồi nãy đó, là ở Biên Hòa. Chị tin không, đi ra đường không mặc áo ngực là về ăn dây lịch cho người đó. Tại bác sĩ dặn em á là không được mặc áo ngực có gọng, nó sẽ hư xấu cái phần ngực của mình. Em đâu dám mặc đâu. Nó ngáo vô rồi lấy xem cho nó gỡ ra hết rồi nó gáp lại. Xây qua đầu là ham làm cái mặt. Tại mặt hồi đó là chỉ biết cái mặt em là cái mặt hình vuông, mặt hình chữ điền. Nó bị thô quá đi, với bác sĩ có, cái bác sĩ làm ngực có khám mặt em là nói là em phải hạ gò má, với lại là phải gọt cái hàm. Thì thấy em hot mà người ta kêu gì làm nấy, cứ tiêm vô tiêm. Bây giờ em bị u hai cục đây nè. Chị tin không, phải có hình đem cho chị coi. Cái mặt em mới đầu tiêm giờ sưng chù vụ vậy nè. Em sợ luôn. Viết mà thằng chồng em nó nói một câu nè: tối nay mày ra đường mày ngủ chứ còn không tao ra nhà trọ tao ngủ, chứ quay qua nửa đêm mày gặp mày tưởng đâu ma đó. Có sưng vậy nè chị, bự lắm. Vậy là cái filler gì rồi nó không em mang. Biết nhưng mà em hỏi là phải silicon không thì người ta nói không phải silicon, bởi em ước gì em được gọt mặt thôi. Rồi sau này mà em có tiền em cũng làm cái mông với lại phẫu thuật giống gái đẹp như chị Chi gì đó. Cái xong rồi em mới ai kêu gì làm nấy. Giống như cái răng em nè, cho dù người ta kêu em đi, bây giờ người ta nói làm răng thì sợ hôi miệng, em cũng đi luôn. Đó, em đi hết, em đi tắt người ta, ai làm đẹp miễn phí là em có mặt em đó. Biết là gọi là fan kim tiền phi không đó. Fan kim tiền phi không đó. Fan kim tiền phi không đó. Đi phi hết. Em bắt đầu làm, em nhuộm tóc, em nhuộm màu đỏ. Nhuộm màu đỏ xong cái thấy người ta nói giống như là con biệt con két gì đó. Em sợ em nói bóng gió mà còn bị người ta nói nữa mệt lắm. Em lấy cái màu đỏ ra, lấy sao bị hói nguyên lợn. Là em buộc cái tóc như ông già vậy đó. Nó tóc nó bạc, nó lấy cho 7 màu trên đầu em luôn. Chị tin không, lấy cái màu đỏ mà tóc em thành 7 màu mà mắt nguyên một lợm. Em phải mượn tiền. Tại người đó không biết làm chứ thật sự lấy em mượn tiền. Em nhớ làm 4 triệu rưỡi. Trong người em còn 500 là 5 triệu. Em làm tóc là 5 triệu 6. Em thiếu người ta là 600 ngàn. Chảy tới đâu là rụng tới đó, chảy tới đâu là rụng tới đó. Không biết lấy ra nữa. Em khóc, em nói trời, tóc tôi làm để dành biết bao nhiêu năm trời. Trốn cha, trốn mẹ để tóc, bây giờ bị vậy.
xây qua em nói, giờ em mới gọi tóc nói cho tóc em mỏng nhánh luôn, nó ra được thế này. Nàng tiên cá hiến giọng hát để được đôi chân, còn em hiến cả mạng sống để trở thành con gái. Một ngày thôi em cũng chịu.